Hello hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì lại là một con game tài xỉu đây. Tự dưng nó bị đơ phát anh em ạ. Cay vậy đài. Ui, cậu đi bài tài dài nhỉ? 2, 4, 6, 8, 9 tay. Ừ, 9 tay. Hôm nay thì lên gọi là chia sẻ cho anh em ít cái cách bắt cầu từ con game tài xỉu. Tài xỉu ở 68 game bài. Để xem là ngày hôm nay anh em mình có gọi là làm tí cầu kèo tài xỉu xem nó có chốt được cái lãi nào mang về không nhỉ. Riêng về cầu kèo tài xỉu này thì mình cũng đã áp dụng theo cách này bắt cầu khá là lâu rồi đấy. Nhiều anh em thì hỏi là cái cách chơi này á, nó có gọi là đảm bảo được cho anh em mình chốt lãi hàng ngày không hay là như nào đấy. Thì nói thật với anh em là đảm bảo được hay không thì cái đấy là do anh em, chứ anh em mình chơi ví dụ như kiểu như là anh em mình biết điểm dừng, anh em mình ăn được cái lãi ngon rồi anh em mình nghỉ thì đấy mới gọi là đảm bảo được. Còn bây giờ có những cái ông chơi chơi theo kiểu mẹ chơi hết mình, chơi bạt mạng thì làm sao mà đảm bảo được cho anh em mình chốt lãi được, đúng không? Đó, hỏi câu đấy thì hôm nay mình có đáp thôi. Nào, hôm nay thì lên làm tí bắt cầu kèo nào. Ok, là bây giờ cầu vừa rồi đi bệt tài anh em ạ. Cầu vừa rồi đi bệt tài xong rồi nó ra cầu gãy. Cầu gãy nó ra cầu hồi. Đúng là chuẩn cầu nhưng mà mình thì lại không vào. Đấy. Chuẩn thì chuẩn thật nhưng mình không vào, nhưng mà tay này thì mình sẽ vào theo tiếp một con tài thôi. Vừa rồi thì mình không vào như tay theo tiếp một con tài thôi, lối ra cầu 1-2 nhá. Lối ra cầu 1-2 thường thường là đi sau cầu bệt như này sẽ đi ra những cái dạng cầu lặp dài thì ít khi đi cầu 1-1 á. Cầu 1-1 nó toàn đi được ngắn tay thôi anh em. Nó toàn đi được ngắn tay, có bao giờ đi dài được đâu. 1-1 nó mà đi dài được sẽ tốt quá. À, xem là tay đầu tiên của anh em mình vào bắt theo cái cầu 1-2 đi có chuẩn không nào. Giời ơi, 6-3 ra 2 ạ. Húp luôn tay đầu tiên. Cái tưởng là 6-3 ra 1 nên thì ngấy người luôn đấy. 6-3 ra 1 đúng ngấy người luôn đấy. U, mẹ vãi cả bill. Sao cầu hôm nay đi 2, 4, 6, 8, 9 tay. 9 tay. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tay thật. Sao cầu hôm nay đi ảo nhờ. Cầu hôm nay đi như này thì chết tôi thôi. Tay này theo tiếp tài anh em. Lúc đầu thì định là vào cầu 1-2 đấy. Nhưng mà không. Suy nghĩ lại rồi. Tại vì là cái cầu cầu gì nhờ, cầu vừa rồi đi nhìn soi qua ở trong đấy thấy chả nguyên tài thì thôi, chả bắt nguyên tài thì chẳng nhẽ bây giờ lại đi bẻ cầu nữa. Đi bẻ cầu thì có chết à. Nó cứ đi theo nguyên tài cho nó chắc anh em ơi. Đi theo tài cho nó chắc. Đi theo cầu 1-3 gọi là đánh chắc cú ấy. Nào, để xem là tay này húp được một con tài không nhá. 2 2 3 giờ 6 luôn ạ. Vẫn là 2 3 giờ 6. Được quá nhỉ. Lại là một con tài 11. Ừ. Tay này tôi đang phân vân giữa cái việc là tôi sẽ đi tiếp một con tài nữa đấy. Cái cầu hôm nay trả tài nhiều quá. Em tính em sẽ theo tiếp một con tài nữa. Ảo nhờ. Cầu hôm nay đi ảo vãi. Theo tiếp một con tài nữa. Vừa nãy soi cầu kép thì nó không gãy anh em ạ. Soi cầu kép thì nó không gãy, không gãy ngược lại. Chắc chắn là anh em mình sẽ đi theo một con nữa rồi. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Ừ, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Nãy giờ là ba tay ăn thông đúng không? Nhưng mình nhớ không nhầm là ba tay ăn thông. Ba hay hai tay ta? Ba tay chứ, ba tay bắt tài. À đâu có hai rồi, mẹ hai tay bắt tài rồi. Hai tay bắt tài rồi. Tay thứ ba đây này. Tay thứ ba đây này anh em. Bốn, ui giời ơi, 4-1 ra 1 ạ. Thấy hai quả trắng chân chán mẹ luôn. Thấy hai quả trắng chân chán mẹ luôn, không muốn đánh luôn. Ngán luôn. Đôi 11 gãy. Chán nhờ. Cầu đi 1-3. 2-4-5. 5 tay cầu 1-3. Ừ, chính xác là 5 tay. Tay này theo tiếp cầu 1-3 thôi. Đi theo cầu tiếp cầu 1-3 phát nữa nhá. Vào tiền tay này cho nó chắc cú một phát anh em ơi. Tay thứ 6 là vào là chắc cú này. Tay thứ 7 bắt đầu cầu gãy này. Ừ. Ôi, hình như cái đấy là mình có hướng dẫn cho anh em rồi đúng không? Đến cái tay thứ 7.
và tay thứ 9 là bắt đầu gãy cầu, 7, 9, 12 là bắt đầu gãy cầu. Còn những cái dạng cầu bệt á, thì nó đi nó sẽ kiểu tùy lúc anh em ạ, chứ không phải là cầu bệt nó áp dụng được như này đâu nhá. 7, 9, 12 cái đấy áp dụng cho những cái cầu lặp thôi, cầu bệt nó đi tùy lúc ấy. Vào một tay này chốt cho anh em cái lãi rồi xong rồi nghỉ, chắc chắn là tay này rồi, chắc chắn là chuẩn không anh em? Tôi bảo rồi, vào một tay này xong chốt cho anh em cái lãi xong rồi tôi nghỉ thôi, tôi có đánh làm gì nữa đâu. Vào một tay chắc cầu như thế rồi thì có đánh làm gì nữa. Thì ok, hôm nay là chốt được cho anh em cái lãi đồ đấy là 12m đúng không nhỉ? À, đâu đâu đâu, nhầm nhầm nhầm, 16m lên 22 là lên được 6m đúng không nhỉ? Không nhớ là 16 hay bao nhiêu nữa, giờ đầu óc hay quên quá anh em. Thôi, nhưng mà được cái là hôm nay vào xử lý sau cầu bẹt thì đi như nào, nói chung là chia sẻ cho anh em cái cách bắt cầu thì đúng là chốt được cái lãi ngon lành cành đào như này là ok rồi. Thế thôi, chắc là tôi cũng xin phép anh em là tôi nghỉ ở đây thôi. Và link tải game thì mình để dưới phần mô tả cho anh em nào còn thắc mắc gì thì comment phía bên dưới giúp mình nhá. Bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc anh em là đánh tài xỉu luôn luôn thắng lãi thành công mang về nhá.